Chào mừng các bạn đã đến với VBA năm 2018 và đây là nhà thi đấu quân khu 5, sân nhà của đội bóng Đà Nẵng Dragon, nơi sẽ diễn ra trận đấu thứ 8 tại VBA năm nay giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragon và đội bóng làm khách Hồ Chí Minh City Wings. Mặc dù đây mới chỉ là game đấu thứ 8, tuy nhiên đã là lần thứ hai hai đội bóng đối đầu nhau và trận gặp đầu tiên của hai đội bóng, chiến thắng đã gọi tên Đà Nẵng Dragon với tỷ số 77-75. Trên bảng xếp hạng thì như chúng ta đã thấy, Đà Nẵng Dragon đang chia sẻ ngôi đầu với đội bóng Sài Gòn Heat, cũng là một đội bóng đang toàn thắng khác. Còn bên phía đối thủ Hồ Chí Minh City Wings, họ vẫn đang ngụp lặn ở phía cuối bảng sau 3 trận toàn thua. Và vừa rồi là những thông tin tổng quan nhất tại bảng xếp hạng tại VBA này của hai đội bóng Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragon. Và ngày hôm nay, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ có cơ hội đòi lại món nợ một tuần trước, khi mà Hoàng Tuấn với một pha lên rổ đã làm tan biến mọi cố gắng của Henry Nguyễn hay là Huỳnh Hoài ở trận đấu đó. Sau 2 game đấu đầu tiên, thì ngày hôm nay là lần đầu tiên các cầu thủ Đà Nẵng Dragon, những người học trò của huấn luyện viên Dante Hill, được thi đấu ở sân nhà thi đấu quân khu 5. Và với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải thì chắc chắn những cổ động viên của đội bóng này sẽ có thể hoàn toàn yên tâm về đội bóng của mình. Và đặc biệt đó chính là niềm tin dành cho bộ tháp đôi Chris Dekker và Zach Orman, trung phòng import của đội bóng này. Và trên màn hình của chúng ta là chỉ số của hai cầu thủ này sau 2 trận đấu đầu tiên. Và chúng ta hãy đừng quên rằng hai cầu thủ này có lẽ là hai cầu thủ duy nhất tại VBA có 2 lần double-double liên tiếp ở trong cùng một đội bóng. Nói về matchup thú vị trong trận đấu ngày hôm nay thì theo tôi đó chưa hẳn là cặp matchup của hai cầu thủ import là Jack Armand và Quinton Lockett của hai đội bóng, mà đó chính là cặp matchup của hai cầu thủ Heritage, Horace Nguyễn và Henry Nguyễn. Hai cầu thủ có chiều cao và ngoại hình tương đồng, có cùng vị trí và có cùng một sở trường, đó là hai cầu thủ này đều bắn 3 điểm vô cùng tuyệt vời. Và Henry Nguyễn mùa giải năm ngoái chính là cầu thủ có tỷ lệ ném 3 điểm tốt nhất tại VBA với 42%. Còn đối thủ của anh ngày hôm nay, Horace Nguyễn, lại là cầu thủ có nhiều tình huống 3 điểm thành công nhất với 47 tình huống 3 điểm thành công tại mùa giải VBA năm 2017. Với việc 3 trận toàn thua thì ngôi cuối cùng bảng xếp hạng chắc chắn làm những cổ động viên của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings không thể yên tâm được. Có lẽ rằng các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings cần phải cải thiện hơn, đặc biệt là ở vị trí trung phong, nơi có sự xuất hiện của trung phong import Quinton Lockett. Có lẽ rằng cầu thủ này nên hạn chế những tình huống ném trung bình của mình. Anh nên xâm nhập nhiều hơn vào khu 3 giây để có những điểm số ở những tình huống cận bảng nhiều hơn nữa. Và đặc biệt rằng các cầu thủ phòng ngự của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings cần tăng áp lực phòng ngự tốt hơn nữa ở những tình huống quan trọng nhất của trận đấu. Như chúng ta đã biết, ở trận đấu với Hà Nội Buffalo thì họ đã dễ dàng bị đánh bại như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay bên đối thủ của họ là Đà Nẵng Dragon lại có một tòa tháp đôi rất có một sức mạnh rất là tiềm tàng, đó rất là Zach Orman và Chris Dekker. Còn đội bóng chủ nhà ngày hôm nay sẽ đón chào sự trở lại của người đội trưởng, người thủ lĩnh tinh thần của đội bóng, đó chính là Horace Nguyễn. Và với sự trở lại này thì chắc chắn những tình huống 3 điểm của đội bóng Đà Nẵng Dragon sẽ càng thêm nguy hiểm hơn nữa. Tuy nhiên ở trận đấu trước thì bộ đôi trung phong của họ, đó là Jack Orman và Chris Dekker, mặc dù đã có những điểm số rất nhiều cho cá nhân mình, tuy nhiên thì dường như chúng ta vẫn chưa thấy sự kết hợp tốt của hai cầu thủ này. Và chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta cần mong thấy được nhiều tình huống phối hợp hơn nữa của hai cầu thủ này. Nếu là điều đó thành hiện thực thì chắc chắn đội bóng Đà Nẵng Dragon sẽ có một trận đấu tương đối dễ dàng. Và ngày hôm trận đấu với Thăng Long MR, trận đấu thứ hai của đội bóng Đà Nẵng Dragon, thì chúng ta lại thấy một cầu thủ nội binh sáng chói, đó chính là Võ Văn Thanh, cầu thủ mang áo số 77. Anh đã chứng tỏ mình là một cầu thủ có khả năng chạy backdoor vô cùng tuyệt vời. Vâng, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn của Hồ Chí Minh City Wings. Tuy nhiên rằng bóng chưa lăn thì chúng ta vẫn chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả sau 4 hiệp thi đấu của trận đấu thứ 8 ngày hôm nay giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragon và Hồ Chí Minh City Wings. Tôi Bình Luyện Viên Đức Nghiễn trực tiếp từ nhà thi đấu quân khu 5 thành phố Đà Nẵng.
tôi xin mời ra sân cầu thủ đấu của đội Hồ Chí Minh City Wings Manchester. And now, let's give a warm welcome to the visiting team, Ho Chi Minh City Wings by Zestar. Number 1, Nguyễn Quốc Thành. Number 2, Henry Nguyễn. Number 3, Nguyễn Lê Quốc Hường. Number 4, Quinton Yorgin. Number 7, Nguyễn Huỳnh Hải. Number 14, Nguyễn Kỳ Quan. Number 15, Lê Trần Đăng Huỳnh. Number 22, Corey Celia. Number 25, Lê Công Tuấn Anh. Number 29, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 91, Nguyễn Thành Nhân. Huấn luyện viên trưởng của đội là ông Brian Rosen. His coach, Mr. Brian Rosen. Trợ lý huấn luyện viên, ông Hứa Phong Thái. Assistant coach, Mr. Hứa Phong Thái. Và bây giờ, hãy dâng một tràng pháo thật lớn để chào đón sự xuất hiện của các cầu thủ của Đà Nẵng Dragons. And now, a hearty applause. Welcome our home team, Đà Nẵng Dragons! Number 0, Nguyễn Hồ Rê Phúc Tâm. Number 6, Nguyễn Trần Quốc Bảo. Number 10, Trần Tiến Thịnh. Number 12, Nguyễn Hoàng Tuấn. Number 14, Huỳnh Cang. Number 19, Đặng Quang Vinh. Number 20, Chris Dagger. Number 22, Thái Bình Dương. Number 23, Jack Amon. Number 29, Trần Quang Phục. Number 68, Nam Huy Đại. Number 77, Võ Văn Thanh. Huấn luyện viên trưởng của đội, ông Dante Hill. His coach, Mr. Dante Hill. Trợ lý huấn luyện viên, ông Nguyễn Quang Cấp. Assistant coach, Mr. Nguyễn Quang Cấp. Trân trọng giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Giám sát viên, ông Dan Chin Seong. Trọng tài 1, ông Cao Văn Minh. Trọng tài 2, ông Nguyễn Thanh Lâm. Và xin mời quý vị đại biểu, quý vị khách mời, các bạn cổ động viên đứng lên làm lễ chào cờ. Everyone please remain standing for the nation anthem. Quốc ca. Quân thù thắng gian lao cùng nhau.
hai đội bắt tay với nhau. Two team please shake hands. Vâng. Những không khí vô cùng tuyệt vời đến từ nhà thi đấu quân khu 5 để chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wing. Và trên màn ảnh của các bạn đang là đội hình ra sân của hai đội bóng. Bên phía đội bóng làm khách của Hồ Chí Minh City Wings, số 2 Henry Nguyễn, số 4 Quinton Dockett, số 7 Nguyễn Đình Hải, số 22 Corey Celia, số 25 Lê Công Tuấn Anh. Còn bên phía đội bóng chủ nhà, chúng ta cùng đón chào sự trở lại của đội trưởng số 0 Horace Nguyễn, số 10 Trần Tiến Thịnh, số 12 Nguyễn Hoàng Tuấn, số 22 Thái Bình Dương và số 23 Jack Orman. Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy một sự thay đổi nho nhỏ ở đội hình ra sân của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Chris Laker đã không có tên trong đội hình xuất phát và thay vào đó là cầu thủ mang áo số 22, cầu thủ sinh năm 1994 Thái Bình Dương. Và chúng ta cùng đón chờ màn trở lại chính thức trận đấu đầu tiên của đội trưởng Horace Nguyễn, cầu thủ mang áo số 0, sau hai trận đấu đã không thể thi đấu vì vấn đề sức khỏe của anh. Trên màn của bạn là huấn luyện viên Dante Hill. Năm thứ 3 ông dẫn dắt đội bóng Đà Nẵng Dragons và ngồi cạnh ông là ông Nguyễn Khoa Cấp. Đây là năm thứ 2 ông Nguyễn Khoa Cấp đồng hành cùng vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Thái Bình Dương có lẽ làm chúng ta rất bất ngờ. Đây là một cầu thủ còn rất trẻ, năm nay anh mới chỉ 24 tuổi và anh xuất thân từ một cầu thủ từ bóng rổ không chuyên thành phố Đà Nẵng. Trận đấu này cũng là một trận đấu rất đón chờ của những người hâm mộ của đội bóng Hồ Chí Minh City Wing. Như chúng ta đều biết thì đã 3 trận đấu trôi qua mà họ vẫn chưa thể tìm được chiến thắng. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của bộ đôi Henry Nguyễn và Corey Celia. Ở trận đấu trước, trận đấu đầu tiên của hai đội bóng diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Chiến thắng đã gọi tên đội bóng Đà Nẵng Dragons với tỷ số 77-75. Trong trận đấu đó thì khi thời gian chỉ còn khoảng hơn 2 phút, Đà Nẵng Dragons dẫn hơn 10 điểm. Tuy nhiên với những tình huống bùng nổ liên tiếp ở vạch 3 điểm của Huỳnh Hải hay Henry Nguyễn thì tỷ số đã được cân bằng. Tuy nhiên thì tình huống lên rổ rất lạnh lùng cuối cùng của Hoàng Tuấn đã nấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ bên phía đội bóng Hồ Chí Minh City Wing. Và trận đấu đã chuẩn bị để bắt đầu. Đứng trên vị trí tranh bóng chắc chắn là hai cầu thủ import của đội bóng, đó là Quinton Dockett và Jack Edmund. Và đội bóng được sở hữu đợt tấn công đầu tiên là đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons. Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Hoàng Tuấn. Không như vậy là với danh sách tôi đang có trong tay, cầu thủ được tung vào sân đầu tiên không phải là cầu thủ mang áo số 22 Thái Bình Dương, mà như vậy là Chris Jaeger đã được có tên trong đội hình xuất phát. Như vậy là đã có sự thay đổi ở những giây phút cuối cùng trước khi trận đấu được diễn ra. Huỳnh Hải. Như vậy là trọng tài Tan Chi Chong đã xác định Huỳnh Hải đã là bóng ra biên. Đây là trận đấu thứ 3 trọng tài quốc tế Tan Chi Chong điều khiển một trận đấu tại VBA. Chắc chắn rằng với sự trở lại của Horace Nguyễn thì khả năng bùng nổ ở vạch 3 điểm của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ tốt hơn rất nhiều. Và như vậy thì đội bóng áo cam, đội bóng chủ sân quân khu 5 sẽ có nhiều miếng đánh hơn ở mặt trận tấn công. Quinton Dockett tiếp tục là một tiền đạo ném trung bình. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Quinton Dockett cần phải thi đấu post up vào vị trí khu vực 3 giây nhiều hơn để có được nhiều điểm số dành hơn cho đội bóng của mình. Chris Laker. Vẫn là Chris Laker. Đường chuyền dành cho Hoàng Tuấn, một tình huống ném rồi để tránh shot clock. Và tiếp sau đó là một tình huống rebound thành công của trung phong Lê Công Tuấn Anh. Ở trận đấu trước thì ở những giây phút cuối cùng, Nguyễn Đình Hải đã có liên tiếp 3 tình huống 3 điểm để kéo trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên thì mọi nỗ lực của anh đã bị cầu thủ đồng hương bên phía Đà Nẵng Dragons là Nguyễn Hoàng Tuấn chấm dứt bằng một tình huống lên rổ. Đường chuyền
khá tốt của Trần Thịnh và Chris Yeager một tình huống trung bình để san bằng tỷ số 2-2. Càng thi đấu nhiều thì chúng ta lại càng thấy được rằng Chris Yeager khả năng ném trung bình của anh lại được cải thiện rõ rệt. Lần này thì đã có 2 điểm cho Trung Phong bên phía đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng cho Chris Yeager. Lần này thì bóng đã đập rổ đi ra ngoài. Một tình huống tranh chấp rất chủ động của Quinton Duncan. Đường chuyền tốt của Trần Thế Thịnh và 2 điểm dành cho Lê Công Tuấn Anh. Một sự khởi đầu tương đối tốt dành cho đội bóng làm khách. Đội bóng được giới chuyên môn đánh giá thấp hơn trong trận đấu này đã có một sự khởi đầu tốt hơn. Tuy nhiên thì trận đấu mới chỉ diễn ra được khoảng 2 phút. Trong khoảng 3-4 đợt tấn công vừa qua của mình thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã nhồi bóng rất nhiều cho cầu thủ Hornets Chris Yeager. Và đây là Zach Armour đường chuyền cho Hoàng Tuấn ở góc không độ. Không có điểm cho cầu thủ mang áo số 12 bên phía Đà Nẵng Dragons và phản công cho Hồ Chí Minh City Wings. Huỳnh Hải, Henry Nguyễn và tiếp tục là 2 điểm dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Rất bất ngờ, người cầm bóng cho Đà Nẵng là Trần Thế Thịnh và vừa rồi anh đã có một tình huống chuyền bóng thẳng vào tay một cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Huỳnh Hải, một tình huống cốt sơ bóng rất tốt của Huỳnh Hải và đây là một tình huống trung bình. Vẫn là các cầu thủ áo trắng. Phản công cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Một tình huống lấp quá đẹp mắt của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Trong tình huống đó thì có vẻ như Chris Yeager đã thi đấu quá chủ quan. Mặc dù tình huống trước đó Chris Yeager đã bị theo kèm bởi hai cầu thủ có chiều cao tốt nhất của Hồ Chí Minh City Wings là trung phong Quinton Duckett và Lê Công Tuấn Anh. Tuy nhiên thì anh vẫn thực hiện một tình huống lên rổ. Và đây là tình huống sau đó, tình huống rất đáng tiếc không có điểm của trung phong mang áo số 4 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Không có bất kỳ một sai lầm nào đến từ hai tình huống ném phạt của Quinton. Như vậy là cầu thủ mang áo số 77 bên phía Đà Nẵng Dragons đó là Võ Văn Thành đã được tung vào sân. Ở trận đấu trước thì Võ Văn Thành đã có một trận đấu thi đấu rất tốt. Anh có một khả năng chạy back door tương đối hoàn hảo. Như vậy là sau 4 phút thi đấu của thi đấu thứ nhất và vì đội khách dẫn trước với khoảng cách là 8 điểm thì huấn luyện viên Doteo đã buộc phải gọi quyền xin hội ý. Rõ ràng lối chơi tấn công của đội bóng chủ nhà có rất nhiều vấn đề. Đây, khi mà họ lên phòng cũng chỉ là mình cần ném bóng vô. Đây, bây giờ mình ném đâu có vô được nhiều đâu. Trung phong Zach Orman trong ít phút đầu tiên của trận đấu dường như đã mất hút trên mặt trận tấn công của đội bóng Đà Nẵng Dragons.
anh chỉ có duy nhất một tình huống ném rổ, nhưng rất tiếc tình huống đó lại không mang về điểm số cho đội bóng chủ nhà. Lão tướng Huỳnh Hải đang là người có bóng. Tình huống chuyển tốt của Huỳnh Hải, tuy nhiên Huỳnh Văn Thành đã bắt bài. Vẫn là các cầu thủ Hồ Chí Minh, đây là Corey Siria. Tình huống 3 điểm đầu tiên của Corey trong trận đấu này, bóng đã đập rổ ra ngoài. Và đây là Võ Văn Thành. Hoàng Tuấn, Horace tìm được chuyền cho Jack Norman. Anh đang được rất sát theo kèm bởi Lê Cơ Tuấn Anh. Vẫn chưa có điểm cho trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Corey Cilia. Một tình huống matchup đáng chú ý trong trận đấu hôm nay. Như vậy là đã có 2 điểm và sẽ là một tình huống N1 dành cho Quinton Dockett. Tình huống xác định lỗi thuộc về Jack Orman. Ngoài hai tình huống ném rổ không thành công thì Jack Orman còn có thêm cho mình một chỉ số phạm lỗi. Một phong độ rất tốt của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Tạm biệt đại, đây là Horace Nguyễn. Võ Văn Thành. Sẽ chỉ là một tình huống phát bóng biên dành cho đội bóng chủ nhà. Chúng ta hãy để ý những bước phòng thủ của bộ đôi Quinton Dockett và Lê Công Tuấn Anh. Họ đang phòng ngự và chia cắt rất tốt hai cầu thủ Jack Orman và Chris Yeager bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons. Dường như sợi dây liên lạc đang bị cắt đứt hoàn toàn giữa hai cầu thủ này. Khoảng cách và không gian để chuyền bóng là rất xa xỉ với các cầu thủ Đà Nẵng Dragons trong ít phút vừa qua. Võ Văn Thành rất may mắn, bóng vẫn tiếp tục đổ trong sân và một đường cướp bóng rất tốt của Henry Nguyễn. Và điểm số thứ 14 dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Rất bất ngờ, một bất ngờ vô cùng lớn đang xảy ra ở những phút đầu tiên tại nhà thi đấu quân khu 5. Tiếp tục là một tình huống để mất bóng, nhưng lần này thì đã có tiếng còi của trọng tài. Lỗi thuộc về cầu thủ mang áo số 22 Corey Cilia. Nếu có đầy đủ thể lực để có thể áp sát các cầu thủ Đà Nẵng Dragon trong suốt cả 4 hiệp thì cơ hội giành chiến thắng rất rộng mở cho đội bóng làm khách trong trận đấu ngày hôm nay. Họ đang tổ chức phòng ngự vô cùng tốt. Đạo Huy Đại, người đang theo kèm anh là Huỳnh Hải, nhưng đang có một tình huống ung rổ ghi 2 điểm dành cho Jack Orman. Đây là Lê Cơ Tuấn Anh, đường chuyền ra rất đáng tiếc, đường chuyền đã không thể tới được vị trí của Henry Nguyễn. Đây là huấn luyện viên trưởng bên phía Hồ Chí Minh City Wing, ông Brian Rosen. Một tình huống block thứ hai của Quinton Dockett, và lần này nạn nhân là cầu thủ mang áo số 23 trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons, Jack Orman. Vẫn là những tình huống thi đấu khá bế tắc của đội bóng chủ nhà. Chris Yeager rất khó để tiện đường chuyền. Và đó là một tình huống second chance rất tốt của Chris Yeager, mặc dù anh đã bị theo kèm rất sát bởi Lê Công Tuấn Anh. Nhưng với sải tay dài của mình thì vẫn có 2 điểm dành cho Đà Nẵng Dragons.
Nathan Duncan một tiếng 3 điểm. Và sau đó là một tiếng rebound dành cho Chris Baker và đây là Horace. Đường chuyền cho Văn Thành. Tiếp tục là một tiếng bô giáp của Zach Norman. 2 điểm chính đến từ pha húc xót của trung phong về phía Đà Nẵng Dragons để rút ngắn tỷ số xuống còn 8-15. Khoảng cách là 7 điểm. Hiệp thi đấu đầu tiên sẽ còn diễn ra trong khoảng 3 phút. Không có một tình huống ném 3 điểm của Corey. Henry Nguyễn. Chưa có tình huống 3 điểm nào thành công trong trận đấu ngày hôm nay. Đào Huy Đại. Một tình huống rebound và người rebound là cầu thủ có lẽ là thấp nhất trên sân, Henry Nguyễn. Một tình huống ném theo tôi là hơi vội vàng của Corey Silia. Whitaker. Một tình huống đọc vai phòng ngự rất tốt của Nguyễn Đình Hải. Nhưng bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của đội bóng chủ nhà. Đây là Horace. Võ Văn Thành. Có một tiếng 3 điểm rất bất ngờ đến từ cầu thủ mang áo số 77 bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons. Và đây cũng chính là trận đấu Võ Văn Thành đối đầu với đội bóng cũ của mình, đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Đội bóng mà anh đã khoác áo tại một giải VBA năm ngoái. Nhà thi đấu quân khu 5 đang có một không khí vô cùng tuyệt vời. Điểm số đầu tiên của Corey trong trận đấu ngày hôm nay đã không đến từ vạch 3 điểm, mà nó đến từ một tình huống lên rổ rất tốt của cầu thủ này. Các bạn cổ động viên ơi, đừng quên bật cổ vũ động nhiệt tình cho Đà Nẵng Dragons chúng ta. Như vậy là theo quan sát của tôi thì Nguyễn Hoàng Tuấn đã được huấn luyện viên Dante Hill cho quay trở lại sân. Và người được huấn luyện viên này cho ra nghỉ đó chính là đội trưởng Horace Nguyễn Phúc Tâm. Bó Văn Thành. Jack Owen đang phải di chuyển rất xa khung 3 giây. Và tiếp tục là một tình huống 2 điểm đến từ một pha húc xót thứ hai của Jack Armand. Tỷ số là 13-17. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang cố gắng kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Huỳnh Hải. Đã không có điểm cho Huỳnh Hải. Rất khó cho Lê Cầu Tuấn Anh có thể tranh cướp bóng với Chris Tiaker. Và sau đó cầu thủ Lê Công Tuấn Anh bên phía Hồ Chí Minh City Wings đã buộc phải phạm lỗi với Chris Tiaker. Và cầu thủ mặc áo số 20 bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Ở trận đấu trước, cuộc đối đầu của hai đội bóng thì Chris Tiaker cũng đã thi đấu vô cùng tuyệt vời. Anh đã đóng góp cho đội bóng của mình 27 điểm. Và anh chính là cầu thủ đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu diễn ra vào ngày 16 tháng 6 vừa rồi. Không có điểm số đến từ hai pha ném phạt của Chris Tiaker. Tôi vẫn có cảm giác một chút gì đó là tay ném của Chris Tiaker có một phong độ không ổn định. Nhiều lúc anh có những tình huống ném trung bình, có độ chuẩn xác rất cao. Tuy nhiên có nhiều tình huống anh mặc dù rất đơn giản nhưng bóng lại đi airborne. Đã có lỗi được xác định dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Hiệp thi đấu đầu tiên còn 50,8 giây. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm này. Không phải, như vậy người phạm lỗi là Jack Norman. Andy Nguyễn. Một tình huống chuyển rất tốt cho Corey Silia. Nhưng vẫn chưa có điểm và sau đó là một tình huống rebound rất dũng mãnh của Chris Jager. Đào Huy Đại rất chống trải, một tiếng 3 điểm của lão tướng Đào Huy Đại.
Đào Huy Đại là một cầu thủ có khả năng gắt sót ở những tình huống quan trọng rất tốt. Một tình huống hai điểm tương đối đơn giản của Huỳnh Hải. Năm nay được gọi là một mùa giải trở lại của hoàng tử Huỳnh Hải của đội bóng chủ sân Hồ Xuân Hương. Phát bóng lên dành cho đội bóng làm khách. Như vậy là Trần Tiến Thịnh và Horace Nguyễn đã được tung vào sân để phòng ngự tình huống tấn công cuối cùng này của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Hiệp thi đầu tiên còn 4 giây. Corey Cilia có kịp một tiếng ném rổ không? Và đã có một tiếng block của Chris Dierker. Trong phút chốc thì Corey Cilia đã quên mất Chris Dierker có chiều cao những 2 mét. Và đó là một tình huống truy cản tương đối đơn giản của cầu thủ Heritage bên phía đội bóng chủ nhà. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Tỷ số tạm thời nghiêng về đội bóng làm khách 19-13 Hồ Chí Minh City Wings. Hiệp thi đấu đầu tiên này chúng ta đã thấy một Hồ Chí Minh City Wings hoàn toàn khác. Rõ ràng với việc đã thất bại 3 trận đấu đầu tiên và một quyết tâm đi tìm chiến thắng dành tặng cho những người hâm mộ, thì họ đã có một sự xuất phát rất bùng nổ và cũng rất bất ngờ. Hiệp đấu đầu tiên đánh dấu sự ổn định đến từ những pha ném rổ của Quinton Dockett. Đây là một tình huống phối hợp rất đẹp mắt của Nguyễn Đình Hải và Lê Công Tuấn Anh. Sau thất bại nặng nề trước đội bóng Hà Nội Buffalo ở vòng đấu trước, thì Nguyễn Đình Hải trên trang mạng xã hội của mình, anh đã đăng đàn xin lỗi những cổ động viên đội bóng Hồ Chí Minh City Wings về một trận đấu bạc nhược của đội bóng Hồ Chí Minh. Và chắc chắn rằng trận đấu ngày hôm nay không chỉ Nguyễn Đình Hải mà tất cả những người đồng đội của anh sẽ thi đấu với 200% nỗ lực, 200% phong độ để quyết tâm mang về chiến thắng. Mặc dù đã có những điểm số để khoảng cách không là quá xa, tuy nhiên chúng ta hãy cùng nhìn xem những tình huống ghi điểm của Zach Armand và Chris Dierker. Hầu hết vẫn là những tình huống thi đấu khá cá nhân. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì chỉ có duy nhất một tình huống 3 điểm bóng đi vào rổ, đó chính là tình huống này của Võ Văn Thành. Rất bất ngờ. Huấn luyện viên Brian Rosens, ông từng đã có những năm tháng thi đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp NBA tại nước Mỹ dưới màu áo của Indiana Pacers và Charlotte Hornets. Như vậy là Thành Nhân đã được tung vào sân. Henry Nguyễn. Trận đấu trước thì ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên, Henry Nguyễn đã gặp phải foul trouble với hai lỗi cá nhân. Corey Cilia. Một tình huống thi đấu rất tinh quái của Corey, tuy nhiên đã không có điểm cho đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Có đến 3 tình huống dứt điểm và bóng vẫn không chịu đi vào rổ, và đây là đợt tấn công dành cho Zach Armand. Rất khó để có điểm cho những tình huống như vừa rồi dành cho trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Henry Nguyễn. Một tình huống ném vượt tay chắn và đã có 2 điểm dành cho hạt đậu nhỏ Henry Nguyễn.
Đây là Horace Nguyễn. Và đó là 3 điểm cho đội trưởng bên phía Đà Nẵng Dragons. Corecilia. Một tiếng ném airborne của Corey. Và trong tình huống sau đó thì người đồng đội của anh, đó là cầu thủ mang áo số 1 Nguyễn Quốc Thành, đã dỡ vạch thăm bóng lên dành cho đội bóng chủ nhà. Trần Tiến Thịnh đường chuyển cho Jack Armand. Chris Dierker không có lỗi của Corey. Một tình huống ném từ quá xa của Jack Armand. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang rất khó khăn để tiếp cận khu vực 3 giây bên phía đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Quinton Duggett đã vượt qua được Jack Armand mặc dù có sự chi cản đến từ cầu thủ Trần Tiến Thịnh sau đó. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề đối với trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Vẫn có điểm số thứ 23 dành cho đội khách. Một tướng 3 điểm của Trần Tiến Thịnh. Khó khăn tiếp cận khu vực bảng rổ. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang chọn giải pháp bằng những tình huống ném xa. Hành Nhân. Quinton Duggett. Không có lỗi của Đà Nẵng Dragons. Sẽ có một tình huống tranh bóng. Một tình huống tranh chấp của Trần Tiến Thịnh và Thành Nhân, cầu thủ mang áo số 6 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Và theo luật luân phiên phát bóng thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ được quyền phát bóng biên sau khoảng thời gian hồi ý này. Như vậy là thời gian hội ý đã kết thúc. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ được quyền phát bóng biên. Trần Tiến Thịnh. Chris Dierker. Horace. Đường chuyển tốt của Trần Tiến Thịnh dành cho Jack Armand. Đã không có tiếng còi nào được cất lên. Trong tình huống đó thì trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons cho rằng anh đã thụ phạm lỗi. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang tận dụng rất nhiều những tình huống xâm nhập khu 3 giây của các cầu thủ có thể hình không thực sự ấn tượng của mình. Tuy nhiên nó lại đang tỏ ra rất hiệu quả. Một tình huống block thứ 3 dành cho Quinton Duggett. Và tiếp tục nạn nhân lại là cái tên Jack Armand. Rất may mắn, một tình huống ghi điểm rất may mắn dành cho trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Tỷ số hiện tại đã là 25-16 rồi. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Brian Rosen của Hồ Chí Minh City Wings đã nói rằng đội bóng của ông đã tìm ra được nguyên lý chiến thắng cho đội bóng, những người học trò của mình. Đó chính là những tình huống rebound. Ông và những người học trò của mình cần cải thiện những tình huống rebound cũng như những tình huống để mất turnover. Ngày hôm nay thì những học trò của ông đang dường như làm rất tốt những gì huấn luyện viên của mình
đưa ra. Quinton Luckett đang thể hiện một phong độ phòng ngự rất tốt. Và huấn luyện viên bên phía Hồ Chí Minh City Wings đã quyết định rút trung phong import của mình ra nghỉ và Lê Công Tuấn Anh sẽ là người vào thay vị trí của Quinton trong ít phút tiếp tới. Tiếp tục là một tình huống turnover của đội bóng chủ nhà. Gorisilia vẫn là cầu thủ Heritage này. Huỳnh Hải, một tình ném 3 điểm của Huỳnh Hải. Bóng đập rổ và là một tình huống rebound dành cho Zach Ormond. Một tình huống phòng ngự tương đối chủ động của Huỳnh Hải, tuy nhiên tiếng còi đã được cất lên. Lỗi cản người dành cho cầu thủ mặc áo số 7 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Tính tới thời điểm hiện tại thì Huỳnh Hải đã có 2 điểm cho đội bóng của mình. Henry Nguyễn đang là cầu thủ có điểm số nhiều nhất dành cho đội bóng làm khách với 6 điểm. Võ Văn Thành. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang phòng ngự rất kín kẽ. Gorisilia chưa có một tình huống 3 điểm nào thành công và vừa rồi là lỗi được gọi cho Lê Công Tuấn Anh. Đây là lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ mang áo số 25 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Ở những giây phút cuối cùng của khoảng thời gian hội ý thì huấn luyện viên Dante Hill đã dành rất nhiều lời cho người đội trưởng Horace Nguyễn. Có lẽ ông cần Horace Nguyễn thi đấu tích cực hơn và mang về điểm số nhiều hơn cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Horace Nguyễn mới chỉ đóng góp cho đội bóng của mình 3 điểm mà thôi. Cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất tính tới thời điểm hiện tại của trận đấu có lẽ không ai khác chính là Quinton Luckett. Gorisilia đường truyền cho Nguyễn Lê Quốc Cường và sau đó là một tình huống để mất bóng của các thủ làm khách. Phản công cho Đà Nẵng Dragons, Nguyễn Hoàng Tuấn một tình huống 3 điểm open và sau đó là một tình huống để bóng ra biên của Chris Dierker. Như vậy là Nguyễn Lê Quốc Cường, cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings, đã được vào thay cho cầu thủ Henry Nguyễn. Nguyễn Lê Quốc Cường cũng được biết đến là một cầu thủ có khả năng ném 3 điểm rất tốt. Chúng ta còn nhớ tại mùa giải năm ngoái khi mà anh còn khoác áo đội bóng Cần Thơ Catfish, cũng chính trận đấu gặp đội bóng hiện tại anh đang thi đấu là Hồ Chí Minh City Wings trên nhà thi đấu Đà Nẵng Cần Thơ, anh đã có một trận đấu đạt tỷ lệ 3 điểm 100%, 4 trên 4 tình huống 3 điểm. Đào Huy Đại, Jack Orman, Chris Dierker,
Võ Văn Thanh, một tình huống nhảy ném và có 2 điểm dành cho Võ Văn Thanh, điểm số thứ 5 của cầu thủ mang áo số 77 bên phía Đà Nẵng Dragons. Cory Cilia rất nhanh chóng, câu trả lời ngay lập tức của cầu thủ mang áo số 22 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Một tình huống có lẽ là không khác gì tình huống ghi điểm trước đó của Võ Văn Thanh. Tại sao các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings lại để Horace Nguyễn có một khoảng trống lớn đến như vậy ở vạch 3 điểm? Và đặc biệt đó lại là khu vực yêu thích của cầu thủ mang áo số 0 này, góc 45 độ. Lần này thì cầu đáp trả của Huỳnh Hải đã không có điểm. Jack Orman có úp rổ không? Quá mạnh mẽ và quá đẹp mắt. Chắc chắn tình huống úp rổ ghi điểm này sẽ mang lại một lợi thế tinh thần không nhỏ dành cho đội bóng chủ nhà, dành cho những người đồng đội của Jack Orman. 23-27, xin lỗi bạn, 25-27. Trận đấu đã chuẩn bị trở về vạch xuất phát rồi. Và ngay lập tức sau tình huống để mất điểm vừa rồi thì huấn luyện viên Brian Robson đã buộc phải gọi quyền xin hội ý. Các bạn ơi, hãy làm nóng hơn của quý em lên không nào. Lớn hơn nữa các bạn. Hãy cùng chúng ta và hãy cùng chúng ta để cổ vũ cho đội bóng kia đến chúng ta giành chiến thắng và giành những trận tuyệt vời ngày hôm nay. Huấn luyện viên Brian Robson là một huấn luyện viên nổi tiếng về việc cầm quân những đội bóng không có quá nhiều ngôi sao và giành được chiến thắng. Điều đó đã được chứng minh qua các giải đấu mà ông từng dẫn dắt tại Qatar và Nhật Bản. Tại Qatar thì huấn luyện viên Brian Robson đã từng dẫn dắt một đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng và đã lọt vào playoff mùa giải sau, mặc dù không có bất kỳ một thay đổi nào ở đội hình của đội bóng này. Và chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Đây là Nguyễn Đình Hải, đường truyền cho Cory Cilia, vẫn là Cory Cilia, vừa tấn công dành cho đội bóng chủ nhà Horace Nguyễn. Một tình huống áp sát rất tốt của Hình Hải. Võ Văn Thanh, đường truyền không tốt của Võ Văn Thanh và một cơ hội phản công cho đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Một lần nữa thì tiếng còi của trọng tài đã được cất lên. Nếu đúng như vậy, lỗi thuộc về Jack Orman. Và đây đã là lỗi cá nhân thứ 3 của trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Xin lỗi bạn. Ba lỗi cá nhân và hiệp thi đấu thứ hai còn 2 phút 47 giây. Sẽ là thảm họa nếu như trong khoảng thời gian này tiếp tục có thêm lỗi dành cho trung phong mang áo số 23 của đội bóng chủ nhà. Áp sát rất cao, đó là hàng phòng ngự của Đà Nẵng Dragons. Huỳnh Hải, một tình huống truyền cho Cory Cilia, không thể ném rổ. Và đây là Quinton Lockett, chắc chắn là 2 điểm. Không, như vậy là dự đoán của tôi đã hoàn toàn sai lầm. Bóng in and out lăn, tưởng như đã có điểm nhưng bóng lại từ từ lăn ra khỏi rổ. Đà Minh Đại, đường truyền cho Hoàng Tuấn, không phải, đó là Trần Tiến Thịnh. Chris Tiaker, một tiếng ném trung bình. Lần này thì may mắn đã thuộc về đội chủ nhà. Tỷ số được cân bằng 27 đều. Henry Nguyễn rất chống chạy. Đó là những gì chúng ta cần ở cầu thủ mang áo số 2 bên phía Hồ Chí Minh City Wings.
42%, đó là tỷ lệ thành công 3 điểm cao nhất tại VBN 2017 và thuộc về Henry Nguyễn. Trần Tiến Thịnh rất chấm trải dành cho Chris Yeager. Những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục của những cầu thủ hai bên. Trước là bộ đôi Hình Hải, trước là bộ đôi Kurisilia và Võ Văn Thanh, và đây là câu trả lời của Chris Yeager dành cho Henry Nguyễn. Horace tiếp tục là một tiếng 3 điểm của Chris Yeager. Rebound thành công dành cho Zach Armand và đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Có lẽ người vừa phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 6 Nguyễn Thành Nhân. Huấn luyện viên Brian Robson dường như rất không hài lòng với tình huống phòng ngự của người học trò của mình. Ông cho rằng trong tình huống đó thì Thành Nhân không nhất thiết phải có một tác động mạnh đến như vậy với trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Chris Yeager đang có một tỷ lệ ném phạt không thực sự là ấn tượng, 54%. Cơ hội cho các cầu thủ sửa sai ở tình huống ném phạt đầu tiên, và đó là một tình huống ném phạt tuôn tay mình, theo tôi nghĩ là như vậy. Một tình huống thi đấu hơi vội vàng của Quinton Duckett đã dành tặng cho đội bóng chủ nhà một điểm khá quan trọng, rút ngắn tỷ số 31-32. Điểm số đó chắc chắn sẽ được tính cho Zach Almond. Rất đáng tiếc, mặc dù đã vượt qua được Chris Yeager, tuy nhiên Kurisilia đã để bóng tuột khỏi tay của mình. Trên màn ảnh là trọng tài Cao Văn Minh, một trọng tài đến từ thành phố Hà Nội. Đào Huy Đại, trước màn ảnh là Huy Hải. Đường chuyển ra lại cho một cổ động viên ngồi trên hàng ghế top side của Đào Huy Đại. Vừa rồi đã là tình huống turnover thứ 5 của đội bóng Đà Nẵng Dragon trong trận đấu ngày hôm nay. Những người học trò của đội bóng của huấn luyện viên Tony Hill vẫn đang kiểm soát tốt những đợt tấn công của mình. Huỳnh Hải không có điểm cho Huỳnh Hải. Huỳnh Hải trước mùa giải này đã được chase với Sài Gòn Heat. Các cầu thủ Hồ Chí Minh đã đổi Huỳnh Hải lấy cầu thủ có khả năng phòng ngự rất tốt khác của mình. Kurisilia không có điểm cho cả Kurisilia lẫn Quinton Duckett. Và như vậy hiệp đấu thứ hai cũng đã kết thúc. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số tạm thời 32-31 dành cho Hồ Chí Minh City Wings, khoảng cách chỉ còn là một điểm. Hiệp thi đấu thứ hai này chúng ta đã thấy các cầu thủ Đà Nẵng Dragons chủ động gia tăng tốc độ tấn công để nhằm tạo nhiều khoảng trống hơn cho các tay ném như Horace Nguyễn hay Chris Yeager. Hai cầu thủ này cũng đã có 2 tình huống 3 điểm ở hiệp đấu này để mang đến cho hiệp thi đấu thứ ba thuận lợi hơn dành cho đội bóng chủ nhà. Cầu thủ đang có nhiều điểm số nhất bên đội bóng Hồ Chí Minh City Wings không ai khác, đó chính là trung phong mang áo số 4 Quinton Duckett. Anh đã có cho mình 13 điểm. Henry Nguyễn cũng đã có 9 điểm. Và 6 điểm là con số của Kurisilia.
Mặc dù đã có 6 điểm, tuy nhiên Corey vẫn chưa có điểm số nào đến từ vị trí sở trường của anh, đó là những tình huống 3 điểm. Còn bên phía đội bóng chủ nhà, cầu thủ đang có nhiều điểm nhất là trung phong Zach Orman, 11 điểm dành cho cầu thủ mặc áo số 23 của Đà Nẵng Dragons. Đây là một tình huống ném rổ đầy cảm giác của Võ Văn Thành. Ngày hôm nay cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings tại nhà thi đấu CS, cũng diễn ra một trận đấu rất đáng chú ý khác, đó chính là trận đấu giữa đội bóng Sài Gòn Heat, đội bóng chủ nhà, tiếp các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Đây được coi là trận đấu của những đội bóng bất bại tính tới thời điểm hiện tại, và rất bất ngờ đội bóng đang chiếm ưu thế hoàn toàn tại nhà thi đấu CS lại là đội bóng Sài Gòn Heat. Khoảng cách đáng là 19 điểm, 50-31 dành cho đội bóng chủ nhà. Rất bất ngờ. Bây giờ hãy cố gắng ném vào hai chiếc xô số 3 và số 2. Wow, chúc mừng bạn đã giành được phần quà ở ô số 3. Bây giờ hãy chú ý đến ô số 2 của chúng tôi nha. Bạn chỉ có thể nhận quà từ ô số 2 thôi. Ô số 1 và ô số 3 đã có người nhận quà rồi. Hãy ném vào ô số 2. Vâng, và thời gian đã hết rồi. Và xin chúc mừng hai bạn đã giành được hai phần Chris quà. Và Jack phần quà số 2, số 1 và phần quà số 3. Bạn nào ném vào ô số 1 đâu, xin chúc mừng bạn. Và Đà Nẵng Dragons chính ô số là 3, một chúc mừng bạn. Trong những đội bóng có xin mời quý vị, hãy xem hai cầu thủ đặt double double trong cùng một trận đấu, phải nói là hiếm hoi tại VBA. Và trên màn ảnh của chúng ta đang là những chỉ số thống kê quan trọng của hai hiệp thi đấu đầu tiên. 31-32, một lợi thế tương đối nhỏ dành cho đội bóng làm khách. Vâng, bây giờ hãy cùng hòa nhịp điểm số của đội bóng Hồ Chí Minh City hầu hết. Vâng, và thời gian đã hết rồi, và xin chúc mừng hai bạn đã Nguyễn giành Hoàng được Tuấn, hai phần Chris quà và Jack phần quà số 2, số 1 và phần quà số 3. Bạn nào ném vào ô số 1 đâu, xin chúc mừng bạn. Và Đà Nẵng Dragons chính là 3, một chúc mừng bạn. Trong những đội bóng có xin mời quý vị, hãy xem hai cầu thủ đặt double double trong cùng một trận đấu, phải nói là hiếm hoi tại VBA. Và trên màn ảnh của chúng ta đang là những chỉ số thống kê quan trọng của hai hiệp. Vâng, và thời gian đã hết rồi, và xin chúc mừng hai bạn đã Nguyễn giành Hoàng được Tuấn, hai phần Chris quà. Và Jack phần quà số 2, số 1 và phần quà số 3. Bạn nào ném vào ô số 1 đâu, xin chúc mừng bạn. Và Đà Nẵng Dragons chính là 3, một chúc mừng bạn. Trong những đội bóng có xin mời quý vị, hãy xem hai cầu thủ đặt double double trong cùng một trận đấu, phải nói là hiếm hoi tại VBA. Và trên màn ảnh của chúng ta đang là những chỉ số thống kê quan trọng của hai hiệp thi đấu đầu tiên. 31-32, một lợi thế tương đối nhỏ dành cho đội bóng làm khách. Vâng, bây giờ hãy cùng hòa nhịp điểm số của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings hầu hết đến từ khu vực 3 giây. Những tình huống xâm nhập của Huỳnh Hải, Corey hay là Henry Nguyễn, họ đang có một tỷ lệ ném 3 điểm rất tồi, đó chỉ dừng lại ở con số là 11% mà thôi. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã ném tới 9 tình huống 3 điểm và chỉ thành công duy nhất một tình huống mà thôi.
Một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời và đầy màu sắc. Hãy dành một tràng thật lớn để cảm ơn những cô gái xinh đẹp của chúng ta nào. Chị kia yellow phong mà. Chị kia. Ok, xin chào Horace. Bây giờ chào mừng em đến với Man on Man. Anh sẽ nói cho em. Ok, are you ready? Yes, I'm ready for you. Ok. Câu hỏi số 1. Em có biết biệt danh của anh là gì không? Hả? Biệt danh, nickname á. Anh biết. Trình Đậu Nành. Yeah. Câu số 2. Món ăn ưa thích của anh. Món ăn yêu thích của anh là... nhưng mà em đoán à... I have to say... Bún chả. Yeah. Alright. Ok, câu số 3. Ngoài bóng rổ, em có biết anh từng làm nghề gì nữa? Cái này quá dễ rồi, cái này em biết rồi. Anh Trần Tiến Thịnh là hồi xưa là làm model. Còn gì nữa không? Đúng rồi đó, mà còn gì nữa không? Với làm kinh doanh ở... Reception. Reception. Yeah, đúng rồi đó, điểm chính xác. Bây giờ mình qua câu số 4 nha. Câu này anh nghĩ chắc hôm nay phải cố gắng nè. Anh sẽ hướng dẫn thực hành tiếng Việt nhỏ nhỏ thôi. Anh nói sao em nói lại y chang vậy luôn. Con lươn nó luồn qua lườn. Con lươn nó luồn qua lườn. Nói nhanh hơn nữa. Con lươn nó luồn qua lườn. Anh cũng không hiểu luôn. No meaning. Chỉ là khó, làm khó em. Ok, xong, 4 câu của em xong rồi. Alright, here we go, we got the questions for 10 right now. Mấy câu hỏi cho Trần Tiến Thịnh. Ok. Câu đầu tiên nè. Cậu nghĩ gì về đàn ném bóng của em? Những ném cục rùa ạ. Câu hỏi thứ hai nè. Cậu nghĩ gì về chiều cao của em? Lùn nhất đội rồi cậu biết. Câu hỏi thứ ba. Cậu nghĩ gì về phong cách thời trang của em? Thời trang à? Thời trang phong của cách em. Thời trang à? Phong cách thời trang. Horace rất là giản dị, bình thường. Yeah. Nói chung là không có kiểu màu mè. Yeah. Thành ra đó là lý do anh mà anh rất thích chơi với em. Yeah. Rất là thích. Alright, câu hỏi cuối cùng nè. Cậu đánh giá như thế nào về khả năng tiếng Việt của em? Tốt. Tốt lắm luôn. Nói chung là 9/10. Alright, cho 9/10. Yeah, boy. My guy right here, Trần Tiến Thịnh. Siêu sao Đà Nẵng Dragon, baby. My cutter. Horace, you wait. Vừa rồi là một video khá thú vị. Chương trình Man on Man giữa hai cầu thủ của đội bóng Đà Nẵng Dragons, đó là Horace Nguyễn, đội trưởng, và cầu thủ mang áo số 10 Trần Tiến Thịnh. Như chúng ta đều biết, Horace Nguyễn có một dạng ném không thực sự là quá ấn tượng. Tuy nhiên, cũng như những gì Trần Tiến Thịnh đã chia sẻ thì điều đó không quan trọng. Horace Nguyễn ném tốt, anh ném vẫn có thể ghi điểm cho Đà Nẵng Dragons, thì việc dạng ném có đẹp hay không đó không phải là vấn đề. Vấn đề quan trọng là điểm số nữa anh mang lại cho đội bóng của mình. Đã có rất nhiều những khán giả có mặt tại nhà thi đấu quân khu 5 ngày hôm nay để cổ vũ cho đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons và đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta cùng xem lại những tình huống chú ý của hai hiệp thi đấu đầu tiên. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons mặc dù đã bị dẫn điểm ở một khoảng cách tương đối xa, tuy nhiên thì họ vẫn đang kiên trì và kiên trì bám đuổi, và những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Hiện tại tỷ số khoảng cách chỉ còn lại một điểm mà thôi, một điểm lợi thế dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Một điểm số quá mỏng manh, đặc biệt là ở trong bóng rổ hiện đại.
Huỳnh Văn Thanh vẫn được huấn luyện viên Tony Hill sử dụng như là một con bài tẩy quan trọng trong lối chơi của mình. Corey Silla, anh đã có 6 điểm, tuy nhiên vẫn chưa có từ 3 điểm nào. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Corey Silla và Henry Nguyễn bị chung vị trí và đây là một điều không thực sự quá lợi thế dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Tuy nhiên thì nhìn hai cầu thủ này thi đấu thì chúng ta có thể thấy rằng hai anh đã thi đấu với một lối chơi rất đa dạng. Hai cầu thủ này không hề bị phơn chân ở vạch ba điểm mà anh sẵn sàng phân tập vào khu 3 giây. Tình huống 3 điểm của Henry Nguyên. Chúng ta cùng xem những chỉ số quan trọng của hai đội bóng qua hai hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai. Nếu nói về những chỉ số ấn tượng thì chắc chắn Quinton Dockett vẫn là cầu thủ làm cho tôi có nhiều ấn tượng nhất, đặc biệt là những tình huống phòng ngự vô cùng xuất sắc của cầu thủ này trước trung phong cao 26 bên phía Đà Nẵng Dragons, đó là Jack Orman. Hai huấn luyện viên đang có những nhắc nhở cuối cùng dành cho những học trò của mình trước khi bước tới hiệp thi đấu thứ ba. Đây là huấn luyện viên Brian Rosen và trợ lý của ông. Ông Hứa Phong Thái. Và chúng ta cùng chuẩn bị bước tới hiệp thi đấu thứ ba của trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu thuộc vòng đấu thứ 8 trong khuôn khổ VBA giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018. Đây là Lê Công Tuấn Anh, cầu thủ đã hỗ trợ rất tốt cho Quinton Dockett ở mặt trận phòng ngự ở thi đấu thứ 1, thứ nhất và thứ hai. Và hiệp thi đấu thứ 3 đã chính thức bắt đầu. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ là đội bóng được thực hiện đợt tấn công đầu tiên này. Lê Công Tuấn Anh, một tình huống Piero tương đối tốt thì đã bị bắt bài. Và đây là Nguyễn Hoàng Tuấn, đã có lỗi của Nguyễn Đình Hải. Và đó là một từ N1, một tình huống lên rổ đầy cảm giác của cầu thủ mang áo số 12 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm này. Huỳnh Hải đã hơi chậm trong tình huống phạm lỗi của mình. Và sẽ là một tình huống 3 point play dành cho Hoàng Tuấn hay sao? Một tình huống 3 điểm dành cho cầu thủ mang áo số 12 về phía Đà Nẵng Dragons. Lê Công Tuấn Anh, đường chuyển khá tốt dành cho Quinton Dockett và đã có lỗi đánh tay của Chris Dierker. Một lỗi tương đối rõ ràng của cầu thủ mang áo số 20 bên phía Đà Nẵng Dragons. Chưa có bất kỳ một sai sót nào đến từ bốn tình huống ném phạt được nhận của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Anh đang tỏ ra vô cùng quyết tâm.
Tiếp tục là một điểm dành cho Quinton. Huỳnh Văn Thanh đường chuyển cho Zach Armand đã bị double team. Horace Nguyễn tiếp tục chống trả ở góc 45 độ. Nhưng lần này thì bóng đã đập rổ đi ra ngoài, đã thiếu một chút lực đến từ cú ra tay của đội trưởng TP Đà Nẵng Dragons. Một tình huống chặn bóng khá tốt của Chris Deaker. Phát bóng biên dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Những trao đổi của Trần Tiến Thịnh với những vị huấn luyện viên của đội bóng chủ nhà. Tiếng còi đã được cất lên và chúng ta hãy chờ xem lỗi thuộc về cầu thủ nào bên phía Đà Nẵng Dragons. Lỗi đã thuộc về Nguyễn Hoàng Tuấn, cầu thủ mang áo số 12 bên phía đội chủ nhà. Đây mới là lỗi cá nhân đầu tiên của Nguyễn Hoàng Tuấn. Và Corey Cilia sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Điểm số để một lần nữa các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing vươn lên dẫn trước 35-34. Rất khó có thể lấy bóng được trong tay của Zach Armand trong tình huống vừa rồi. Hai điểm đơn giản dành cho Chris Deaker. Nói về chiều cao và thể hiện thì Lê Công Tuấn Anh không quá thiệt thòi so với cái sắp của mình trong trận đấu này, đó là Chris Deaker. Không có lỗi của cầu thủ áo 20 phản công từ Đà Nẵng Dragons. Hoàng Tuấn cướp bóng quá tốt đến từ Curicilia. Mặc dù có một thân hình khá đồ sộ, tuy nhiên tốc độ của Curi là rất ấn tượng. Chúng ta hãy cùng nhìn những tình huống anh perfect và xâm nhập vào khung 3 giây. Và đặc biệt là tình huống cướp bóng vừa rồi từ một tình huống phản công nhanh của Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn từ vạch 3 điểm. Và đó là 3 điểm để nâng tỷ số lên 39-35 dành cho Đà Nẵng Dragons. Cách biệt lớn nhất đội chủ nhà tạo ra từ đầu trận đấu này. Điều quan trọng của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing là họ phải có cách để chặn chuỗi lên điểm của đội bóng chủ nhà. Chúng ta cùng chờ xem những Huỳnh Hải, Henry Nguyễn, Corey Cilia sẽ làm gì. Một tình huống chuyền bóng quá cầu thả của Huỳnh Hải. Tiếp tục là Hoàng Tuấn. Và tiếp tục là một tình huống 2 điểm của Hoàng Tuấn. Có vẻ như huấn luyện viên Tôn Thiều đã yêu cầu những học trò của mình tăng tốc ở hiệp thi đấu thứ ba này. Hoàng Tuấn là cái tên một lần nữa đang bùng nổ và mang về những điểm số vô cùng quan trọng cho đội bóng chủ nhà. Ở hai trận đấu preseason đã có nhiều người nói rằng Hoàng Tuấn phải chăng là một ngôi sao của một mùa giải khi mà anh đã có hai trận đấu preseason rất mờ nhạt. Tuy nhiên khi giải đấu bước vào những trận đấu chính thức thì chúng ta lại được thấy một hình ảnh Hoàng Tuấn thi đấu bùng nổ và vô cùng hiệu quả. Huỳnh Hải đã có lỗi cản người. Lỗi thuộc về Huỳnh Văn Thanh, cầu thủ mang áo số 77 bên phía Đà Nẵng Dragons. Thưa bạn, đó là Võ Văn Thanh. Chúng ta cùng xem lại qua cái chậm tình huống phạm lỗi này. Một hình ảnh rất quen thuộc của huấn luyện viên Don Tehill trong một bộ vest rất lịch lãm. Đây là Quinton. Một tình huống tiếp viên thì không có điểm cho Quinton. Và đây là Hoàng Tuấn. Tiếp tục là phản công nhanh cho đội bóng chủ nhà.
Chris Tucker. Đã có lỗi của Lê Công Tuấn Anh. Có lẽ chúng ta cần một tình huống quay chậm để xác định rằng đó phải là một lỗi chính xác của trung phong số 22 hay không. Chính xác đó là lỗi cản người của Lê Công Tuấn Anh. Và sau tình huống phạm lỗi vừa rồi thì Lê Công Tuấn Anh đã được huấn luyện viên rút ra nghỉ. Và vào thay anh là cầu thủ Nguyễn Thiện Nhân, cầu thủ mang áo số 6 của đội bóng làm khách. Đúng thật là ném phạt không phải là một tình huống ném rổ quá đơn giản như nhiều người từng nghĩ. Đã có hai tình huống ném phạt airball của Chris Yeager trong trận đấu ngày hôm nay. Thêm một điểm dành cho Chris Yeager, 42-37, 5 điểm cách biệt. Những khó khăn bắt đầu xuất hiện trên con đường kiếm tìm chiến thắng đầu tay của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Quinton Norgate đã vượt qua hai cầu thủ và phải mất đến hai nhịp bóng thì trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings mới có thêm cho mình hai điểm, 39-42. Jack Armand và tiếp anh là Nguyễn Thành Nhân. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ mang áo số 6 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Mặc dù đã có cho mình 11 điểm, tuy nhiên thì những gì thể hiện của Jack Armand trong trận đấu ngày hôm nay chưa thực sự ấn tượng. Có lẽ anh cần đóng góp nhiều hơn nữa, đặc biệt là điểm số dành cho đội bóng chủ nhà. Đợt tấn công rất nhanh của Hồ Chí Minh City Wings nhưng rất đáng tiếc đã không có điểm dành cho Thành Nhân. Nhưng vừa rồi dường như là một tình huống fair play của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Công như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Quốc Thanh đi ra ngoài biên và sẽ là phát bóng biên dành cho đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons. Người đang cầm bóng là Horace, bóng Văn Thành, bóng được trả về cho Horace Nguyễn. Và đây là Chris Yeager, được chuyển đến cho Jack Armand. Một tình huống phối hợp hiếm hoi của hai cầu thủ này nhưng rất đáng tiếc, tình huống úp rổ sau đó của Jack Armand đã không có điểm. Đã để mất bóng rồi, phản công cho đội bóng chủ nhà. Horace được chuyển đến cho Hoàng Tuấn, rất khó để Hoàng Tuấn không có điểm trong tình huống vừa rồi. Hoàng Tuấn rất giỏi ở những tình huống lên rổ như vừa rồi, 44-39. Quinton Norgate đường truyền cho Thanh Nhân, một đường ném trung bình, bóng đập rổ ra ngoài của Quinton. Có lẽ không phải là Chris Yeager, không phải là Jack Armand, không phải là Horace, mà Hoàng Tuấn mới là cầu thủ đang mang lại hy vọng dành cho những cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu quận 05 ngày hôm nay. Đi, 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 đi.
Corey Celia. Henry Nguyễn đường chuyển rất tốt cho Thành Nhân, nhưng đã có một tiếng block của Jack Allman. Được tung vào sân, tuy nhiên thì màn thể hiện của Thành Nhân là không hiệu quả. Anh để mất bóng và để block tương đối nhiều. Đây là Võ Văn Thành, một tiếng 3 điểm. Vẫn là các cầu thủ đang Dragons và đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Như vậy là lỗi thuộc về Henry Nguyễn trong tình huống vừa rồi. Hai pha ném phạt dành cho trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi là điểm số thứ 12 của Jack trong trận đấu ngày hôm nay. Không có điểm từ pha ném phạt thứ hai. Borisilia đường truyền cho Nguyễn Lê Quốc Cường. Với sự có mặt cùng Nguyễn Lê Quốc Cường thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang có 3 cầu thủ có khả năng ném 3 điểm, đó là Henry Nguyễn, Kurisila và Nguyễn Lê Quốc Cường. Nhưng tình huống ném rổ vừa rồi đã quá thiếu cảm giác. Một tình huống phòng ngự tốt của Nguyễn Lê Quốc Cường, nhưng sẽ là hai pha ném phạt tiếp theo dành cho Jack Allman. Rất may mắn cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings rằng trong tình huống đó đã không có một tình huống end one. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons xin hội ý. Khoảng cách là 6 điểm, chưa phải là một khoảng cách an toàn. Không phải như vậy là tiếng còi vừa cất lên tại nhà thi đấu quân khu 5 dành cho một tình huống thay người của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Sau ít phút thi đấu không hiệu quả thì Thành Nhân đã được rút ra và Lê Công Tuấn Anh đã được quay trở lại sân. Henry Nguyễn, Lê Công Tuấn Anh và Trần Tiến Thịnh. Đường chuyền ra khá khó của Lê Công Tuấn Anh nhưng bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wings. Như vậy là đã có lỗi tấn công, lỗi thuộc về Lê Công Tuấn Anh. Cầu thủ mặc áo số 25 tỏ ra rất không hài lòng với tình huống lỗi tấn công vừa rồi. Và vừa rồi đã là lỗi cá nhân thứ 3 của Lê Công Tuấn Anh trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là đã có tiếng còi tạm dừng trận đấu của trọng tài. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ phải thực hiện lại tiếng phát biên vừa rồi. Rất đơn giản dành cho Chris Yaker và đó là một tình huống úp sổ and one dành cho cầu thủ mã số 20 bên phía Đà Nẵng Dragons. Trong tình huống vừa rồi thì Thành Nhân đã tỏ ra là quá chậm chạp với khả năng di chuyển của Chris Yaker. Rõ ràng trong tình huống này thì Thành Nhân đã bù người không thực sự hợp lý. Ở hiệp thi đấu thứ 3 này, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings mới chỉ có vỏn vẹn là 7 điểm. Trong khi đó đội bóng chủ nhà đã có cho mình 17 điểm. Thưa quý vị, đến với trận đấu này, Đà Nẵng Dragons chúng ta bắt đầu thi đấu
from Tyson. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn cổ động viên ơi, hãy cổ vũ những người yêu thương trên đấu trường này để giành chiến thắng cho chúng ta ngày hôm nay đúng không? Khoảng cách là 9 điểm. Mọi thứ chưa phải đã chấm hết với đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Vẫn còn 3 phút của hiệp thi đấu thứ 3 và hiệp thi đấu thứ 4. Với việc trao đổi Nguyễn Lê Quốc Cường với Dư Minh An, một cầu thủ có khả năng phòng ngự khá tốt, thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng huấn luyện viên Brian Robson và đội bóng Hồ Chí Minh City Wings sẽ ưu tiên những cầu thủ có khả năng ném 3 điểm. Và lối chơi này sẽ được đội bóng chủ sân Hồ Xuân Hương theo đuổi trong mùa giải năm nay. Nguyễn Tiến Đoàn Kiệt và Trần Tiến Thịnh, một tình huống phòng ngự tốt của Trần Tiến Thịnh. Và sau đó là một đường rebound thành công của Zach Ehrman. Đường truyền ra cho Hoàng Tuấn. Quá tuyệt vời. Một tiếng lên rổ đầy cảm giác của cầu thủ mặc áo số 12. Đúng như những gì tôi đã nói, những tình huống lên rổ là những tình huống sở trường của cầu thủ này. Nhưng sau đó thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã kéo lại hy vọng của mình bằng một tiếng 3 điểm của Henry Nguyễn. 42-51. Đã có lỗi của Thành Nhân. Hồ Chí Minh City Wings vừa có sự thay đổi người. Sau tình huống đến pha lỗi vừa rồi thì Nguyễn Thành Nhân đã được rút ra nghỉ. Và vào thành là cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Kỳ Quan. Từ pha lấy phạt dành cho Zach Ehrman. Có một sự khởi đầu tốt, thậm chí đã có lúc các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings dẫn trước đội bóng chủ nhà với khoảng cách là hơn 10 điểm. Tuy nhiên thì bây giờ một lần nữa họ lại là những người bám đuổi. Khoảng cách điểm bây giờ là 8 điểm, 52-44. Nguyễn Hoàng Tuấn. Zach Ehrman, đây là Horace Nguyễn. Không phải, đó là Đào Huy Đại. Cơ hội dành cho Hồ Chí Minh City Wings, Corey Celia. Quy Tân. Tiếp tục là Corey Celia. Tình huống trao đổi bóng của hai cầu thủ này. Và đây là tiếng ném trung bình. Và đó là một tiếng N1. Một tình huống mà đã làm những khán giả có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương như im lặng. Một tình huống fadeaway đầy cảm giác của Quinton Duckett. 52-46. So với trung phong Bila Richardson, trung phong import của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings tại mùa giải năm 2017, thì Quinton có khả năng và phạm vi hoạt động rộng hơn và cũng có một tốc độ tốt hơn so với Bila. Zach Ehrman, một tình huống hút shot rất khó hiểu của trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Tiếng còi đã cất lên và lỗi thuộc về Nguyễn Hoàng Tuấn.
điểm số đầu tiên. Chỉ có một điểm đến từ pha đá phạt đầu tiên dành cho Henry Nguyễn. Đây là Horace Nguyễn. Võ Văn Mỹ được chuyển thành cho Zach Oman. Trước mặt Zach Oman vẫn là Nguyễn Kỳ Quan. Các cầu thủ Đà Nẵng giữa đoạn Hồ Chí Minh City Wings đang phòng ngự lên phòng. Tình huống 3 điểm thứ hai dành cho cá nhân Chris Yeager trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng như tính cách của cầu thủ này ở ngoài đời, anh tỏ ra rất bình thản và lạnh lùng sau tình huống 3 điểm khá quan trọng của mình. Lối tấn công thứ hai dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Và người vừa phòng lỗi là Nguyễn Kỳ Quan. Horace. Bóng được tập trung rất nhiều bên phía cánh phải của Hồ Chí Minh City Wings. Có lẽ huấn luyện viên Đôn Tiêu đang muốn những người học trò của mình khai thác vào vị trí của cầu thủ mới vào sân Nguyễn Kỳ Quan. Corisilia rất tốc độ. 2 điểm tính cho Corisilia. 25 giây của hiệp thiêu thứ 3. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang muốn thực hiện càng nhiều được tấn công càng tốt ở những giây phút ít ỏi còn lại. Chris Yeager và Nguyễn Kỳ Quan tiếp tục là vị trí của cầu thủ mang áo số 14 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Không có điểm cho Thực Tiến Thịnh. 3 điểm rất quan trọng của Henry Nguyễn. Chắc chắn đó là 3 điểm được công nhận. 3 điểm vừa rồi sẽ làm cho chúng ta có một hiệp thi đấu cuối cùng hấp dẫn hơn rất nhiều. Tỷ số chỉ khoảng cách chỉ là 5 điểm, 57-52 mà thôi. Ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3 vừa qua thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã tập trung tấn công rất nhiều vào vị trí của cầu thủ Nguyễn Kỳ Quan, cầu thủ mang áo số 14 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đây là một cầu thủ còn rất trẻ, anh sinh năm 1997. Có lẽ là trong hiệp thi đấu thứ 4 này, huấn luyện viên Brian Rosen bắt buộc phải cho trở lại cầu thủ trung phong có chiều cao tương đối tốt của mình, đó là Lê Công Tuấn Anh. Những tình huống lên rổ như vừa rồi của Nguyễn Hoàng Tuấn chính là quản lề cho một hiệp thi đấu thứ 3 có một điểm số rất cao dành cho Đà Nẵng Dragons. 26 điểm ở hiệp thi đấu thứ 3 chính là điểm số nhiều nhất trong một hiệp mà đội bóng này ghi được. Tại mùa giải năm ngoái thì huấn luyện viên Đôn Tiêu đã dành tặng cho bộ đôi học trò của mình là Hoàng Tuấn và Trần Đăng Khoa nickname là Fast and the Furious, rất nhanh, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, mặc dù chỉ còn lại một nửa trong bộ đôi đó là Nguyễn Hoàng Tuấn thì cầu thủ này vẫn đang cho chúng ta thấy, mặc dù đã mất đi Trần Đăng Khoa, tuy nhiên một mình anh vẫn đang có thể mang về những điểm số bằng sự tốc độ và nguy hiểm của cá nhân cầu thủ mang áo số 12 này.
Và nhắc về cầu thủ đã từng khoác áo Đà Nẵng Dragon tại mùa giải 2017 Trần Đăng Khoa, thì chúng ta hãy cùng xem qua tỷ số của trận đấu giữa đội bóng hiện tại của anh là Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish. Hiệp thi đấu thứ tư của trận đấu đó đã được bắt đầu khoảng hơn 1 phút và lợi thế điểm số vẫn đang hoàn toàn nghiêng về đội bóng Sài Gòn Heat. Tỷ số hiện tại đã là 70-55. Tiếng còi của trọng tài đã được cất lên. Như vậy là Nguyễn Kỳ Quan vẫn đang được tiếp tục thi đấu ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ tư này. Và đợt tấn công của Đà Nẵng Dragons vẫn tiếp tục nhắm vào vị trí của cầu thủ trẻ này. Võ Văn Mỹ một tiếng 3 điểm. Tình huống 3 điểm thứ hai của Võ Văn Mỹ trong trận đấu ngày hôm nay. Henry Nguyễn đường chuyển cho Quinton. Rất khó để thực hiện một tình huống lên rổ trong tình huống vừa rồi khi anh đã bị double team, nhưng vẫn là Quinton Rocket. Vẫn không có điểm cho trung phong về phía Hồ Chí Minh City Wings. Huỳnh Hải rất đáng tiếc bóng lọc rổ đi ra ngoài, nhưng không sao cả, vẫn có Quinton hoàn toàn chống trải sau pha rebound vừa rồi. Và đó là một tình huống N1 dành cho trung phong về phía Hồ Chí Minh City Wings. Trong tình huống theo kèm vừa rồi thì Trần Tiến Thịnh đã để lọt mất trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Một tình huống bốc ao không thực sự tốt của cầu thủ mặc áo số 10 bên phía đội bóng chủ nhà. Trận đấu sẽ được tiếp tục bằng tình huống ném phạt của Quinton Rocket. Phát bóng lên dành cho Đà Nẵng Dragons. Sáu điểm cách biệt. Chắc chắn khoảng cách này sẽ cho chúng ta một hiệp thi đấu thứ tư vô cùng hấp dẫn ở phía trước. Một tình huống chủ động bô dắp vào vị trí của cầu thủ mang số 14 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Và sau đó là một tình huống second chance của Jack Armon. 60-62-54. Huỳnh Hải đã có lỗi của Horace. Một tình huống phạm lỗi không thực sự cần thiết của đội trưởng bên phía Đà Nẵng Dragons. Gần một nửa số điểm của Hồ Chí Minh City Wings thuộc về Quinton. Anh đã có cho cá nhân mình 25 điểm. Oh!
Khoảng thời gian hội ý đã kết thúc và chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ tư. Người phát bóng biên cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City là Corey Cilia. Đây cũng là một trận đấu không thực sự quá thành công của Corey. Hiện tại thì Corey Cilia anh mới có cho mình là 9 điểm. Tuy nhiên thì anh vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của mình từ những tình huống 3 điểm. Tất cả những điểm số của Corey đều là những tình huống lên rổ. Khi tôi đang nói về những điểm số của Corey Cilia thì Võ Văn Mỹ, các bạn Võ Văn Thanh lại có cho mình thêm một tình huống 3 điểm thành công. Năm ngoái chúng ta đã có một cầu thủ đã thi đấu rất thành công khi sau khi chuyển tới một câu lạc bộ khác, đó chính là MVP local Tô Quang Trung. Anh đã có một mùa giải VB năm 2016 không thực sự ấn tượng tại đội bóng của Catfish. Nhưng sau khi tham gia đội bóng mới, anh đã thi đấu hoàn toàn bùng nổ. Và năm nay chúng ta dường như lại có một cầu thủ tương tự như vậy, đó chính là cầu thủ đang thi đấu tại nhà thi đấu quân khu 5 đây, đó là Võ Văn Thành. Người đang đứng trước vạch đánh phạt là cầu thủ mặc áo số 14 Nguyễn Kỳ Quan. Có vẻ như một tâm lý nặng nề đã đè nặng lên đôi tay của cầu thủ trẻ này. Cả hai điểm số từ cả hai tiền đánh phạt đều không có điểm. Eric Nguyễn Vinton trưởng hành vẫn là Jack Orman đã có lỗi kéo tay của trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons, lỗi cá nhân thứ tư của Jack Orman trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống bắt lỗi tương đối nhạy cảm của các vị trọng tài. Như vậy là đã có sự thay đổi ở quyết định cuối cùng trọng tài trong tình huống vừa rồi. Trước đó thì các trọng tài xác định rằng đó là một tình huống phạm lỗi không được ném phạt. Và sau khi trao đổi với bạn thư ký thì sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Khoảng cách là tương đối lớn, 9 điểm. Và thời gian thì cứ dần dần trôi đi về những phút cuối của hiệp thi đấu cuối cùng. 7 phút 31 giây. Vẫn là vị trí của Kỳ Quan. Lần này thì đã không có điểm cho Chris Dierker.
Lỗi tấn công thứ 3 của Hồ Chí Minh City Wing trong trận đấu này. Lần này người phạm lỗi là Quinton. Anh cho rằng mình đã bị kéo áo trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm. Rất khó để có thể quan sát được tình huống phạm lỗi của Quinton Dockett trong tình huống vừa rồi. Vẫn có những lời phân trần đến từ tình huống phạm lỗi của mình dành cho trọng tài. Và cuối cùng thì Quinton cũng đã đồng ý với quyết định của trọng tài. Trận đấu lại được tiếp tục. Hoàng Tuấn, Võ Văn Thành. Lần này thì tình huống lên rổ của Hoàng Tuấn đã quá vội vàng. Lắc rổ đi ra ngoài, đó là một tình huống 3 điểm không thành công của Henry Nguyễn. Chris Dierker đã có lỗi của Corey Cilia. Chris đang tỏ ra khá đau đớn và nằm trên sân. Anh vẫn chưa thể đứng lên. Một tình huống ra tay tương đối mạnh của cầu thủ mang áo số 22 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Nếu chấn thương của Chris Dierker khiến cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu thì đó cũng có thể coi là một cơ hội để các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing hy vọng vào một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ sẽ được rút ra nghỉ. Và Trần Tiến Thịnh, cầu thủ mang áo số 10, đã được tung vào sân để thay cho cầu thủ này. Và anh sẽ là cầu thủ thực hiện hai pha ném phạt sau tình huống phạm lỗi của Corey Cilia vừa rồi. Cơ hội để Tiến Thịnh có những điểm số đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Là cầu thủ sinh năm 1994. Anh đã có khoảng thời gian khoác áo đội bóng Sài Gòn Heat. Một cú rebound tốt của Thanh Omen. Horace. Ba điểm dành cho Horace Nguyễn và tiếp tục là vị trí sở trường của anh, vị trí 45 độ. Khoảng cách đã là 13 điểm rồi, 70-57. Thời gian không còn nhiều và các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing cần phải khẩn trương hơn. Và tất nhiên họ cần phải hạn chế những tình huống để mất bóng như vừa rồi nếu muốn có những điểm số để rút ngắn. Zach Goldman, double team, pha đá biên dành cho đội bóng chủ nhà. Cùng thời điểm này tại nhà thi đấu CS, có lẽ trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Kentucky Fist đã ngã ngũ rồi.
Tỷ số đang hiện tại là 84-68 và trận đấu chỉ còn khoảng 1 phút 30 giây. Và chiến thắng đang đến rất gần với đội bóng Sài Gòn Heat, đội bóng chủ sân CS trong trận đấu đó. Vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Hoàng Tuấn và đây là Võ Văn Thành. Một tình huống chạy xe rất tốt của Vorays nhưng không có điểm, một tình huống phòng ngự tốt của Henry Nguyễn. Chống trải dành cho Henry. Đường chuyền hơi cầu thả của Henry Nguyễn nhưng bóng đến tay của Huỳnh Hải. Lên rổ. Không có điểm cho Huỳnh Hải. Và tiếng còi của trọng tài một lần nữa lại được cất lên. Lỗi thuộc về cầu thủ mặc áo số 7, lão tướng Huỳnh Hải bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đang có bóng là Hoàng Tuấn, một tình huống lên rổ quá quen thuộc của Hoàng Tuấn nhưng lần này thì đã không có điểm cho cầu thủ mặc áo số 12 và anh đang tỏ ra rất đau đớn sau tình huống đạp đất vừa rồi. Vẫn là các cầu thủ áo trắng nhưng bóng đã đi ra ngoài biên. Nguyễn Hoàng Tuấn vẫn đang rất đau đớn nằm ở góc sân. Một chấn thương đầu gối dành cho cầu thủ mặc áo số 12. Như vậy là Chris Dicker đã được trở lại sân để thay cho vị trí của Nguyễn Hoàng Tuấn. Và theo quan sát của tôi thì trên khuôn mặt của Chris Dicker đã có một chiếc băng thấm máu. Và lúc này thì trận đấu giữa hai đội bóng Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish cũng đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về Sài Gòn Heat với tỷ số 89-74. Bóng hoàn thành. Tại mùa giải năm ngoái thì đội bóng Đà Nẵng Dragons cũng có một cầu thủ họ Võ Văn khác, đó là lão tướng Võ Văn Mỹ. Và mùa giải năm nay thì Võ Văn Mỹ đã không còn tiếp tục thi đấu tại VBA. Cơ hội để Võ Văn Thành gia tăng điểm số của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống ném phạt đầu tiên không tốt của cầu thủ mang áo số 77. Cả hai pha ném phạt đều không có điểm và điểm số cá nhân của Võ Văn Thành vẫn chỉ dừng lại ở con số 11. Quinton đường chuyền cho Huỳnh Hải và đây là Curry Silia. Không có điểm cho Curry nhưng bóng tiếp tục thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Một tình huống thi đấu dường như là quá non nớt của Nguyễn Thành Nhân. Chris Dicker đến định, bóng được trả về cho Chris và đây là Horace. Trần Tiến Thịnh từ vạch 3 điểm. Quá bất ngờ. Rất bất ngờ. 3 điểm đầu tiên của Trần Tiến Thịnh, cầu thủ chơi ở vị trí số 3 của Đà Nẵng Dragons trong trận đấu ngày hôm nay lại đến từ vạch 3 điểm. Và rất có thể tình huống này sẽ là tình huống nhấn chìm con tàu đắm Hồ Chí Minh City Wings. Thank you.
mời ra rút vé để đổi quà. Xin trân trọng cảm ơn. Every time 20 get the ball, foul game. Okay? Foul game. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm nay đã đánh giá được về chiến thắng, tổng kết đánh giá 20% vé của đội chương trình giải giá được áp dụng khi một vé một phần tại sân. Xin kính chào tạm biệt. Khoảng cách là 16 điểm và thời gian chỉ còn là 4 phút. Liệu rằng các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings có một lần nữa bùng nổ như những gì họ đã làm tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương cách đây ít hôm hay không? Torresilia tiếp tục là một tình huống turnover. Cách Coleman có lỗi rồi, lỗi thuộc về Nguyễn Đình Hải. Một tình huống lỗi rất nguy hiểm của cầu thủ mang áo số 7 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Hai hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã kiểm soát rất tốt những tình huống turnover của mình. Tuy nhiên, họ lại để mất bóng quá nhiều ở hai hiệp thi đấu quan trọng nhất, hiệp thi đấu thứ ba, thứ tư. Lần này thì tình huống ném phạt airball lại thuộc về một trung phong khác của Đà Nẵng Dragons, Zach Orman. Cả hai đội đều phạm 4 lỗi đồng hồ ở lượt thi đấu thứ tư này. Là Nguyễn Lê Quốc Cường cũng là được tung vào sân, một tình huống 3 điểm rất xa của Henry Nguyên, và tất nhiên đó sẽ tỷ lệ nghịch với độ chính xác. Horace Nguyễn Phúc Tâm, Trần Tiến Thịnh, đây là Jack Orman. Chắc chắn các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ thực hiện những đợt tấn công 24 giây. Họ sẽ sử dụng tối đa thời gian kiểm soát bóng của mình. Thời gian đang hoàn toàn ủng hộ họ. Và tất nhiên, cả điểm số cũng vậy. 16 điểm. Jack Edmund đã sửa sai cho tình huống ném phạt airball trước đó. Trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons, đến thời điểm hiện tại anh đã có 19 điểm rồi. Vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Võ Văn Thành không có điểm cho Võ Văn Thành. Minh Hải, một tình huống phạm lỗi khá rõ ràng của cầu thủ mang áo số 77 bên phía Đà Nẵng Dragons. Nếu tiếp tục thất bại trong trận đấu này,
thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings chắc chắn sẽ vẫn dậm chân tại chỗ ở đáy bảng xếp hạng với 4 trận toàn thua. Còn các cầu thủ Đà Nẵng Dragons giành chiến thắng, họ sẽ tiếp tục san sẻ ngôi đầu bảng với đội bóng Sài Gòn Heat. Chris Dierker, một tình huống phối hợp rất tốt của Dierker và Tiến Thịnh. Lỗi kéo tay thuộc về Henry Nguyễn. Trần Tiến Thịnh đã thực hiện hai pha ném phạt và đều không thành công. Và đến lần này thì đã có điểm cho cầu thủ mang áo số 10 từ vạch ném phạt. Điểm số thứ 4 của Trần Tiến Thịnh trong trận đấu ngày hôm nay. Henry Nguyễn tứ lộn xộn nhưng bóng đã thuộc quyền kiểm soát của Đà Nẵng Dragons. Grace đường chuyền cho Zach Armand đã không có một tiếng alley-oop thành công. Đường chuyền đã hơi một chút nằm ngoài tầm với của trung phong mang áo số 23. Bóng tiếp tục thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Như vậy là theo quan sát của tôi thì cầu thủ mang áo số 29 Vũ Đoàn Minh Phương đã được huấn luyện viên bên phía Hồ Chí Minh City Wings đưa vào sân. Một tình huống rebound và Vũ Đoàn Minh Phương đã đang nằm ố mặt, nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đây là Zach Armand, không có điểm cho Zach trong tình huống lên rổ vừa rồi. Vũ Đoàn Minh Phương đang tỏ ra rất đau đớn và có lẽ chúng ta cần một tình huống quay chậm để xác định lại tình huống va chạm vừa rồi của hai cầu thủ. Tình huống xảy ra trước tình huống phản công của Đà Nẵng Dragons. Một tình huống rebound tốt của cầu thủ áo số 29. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa Chris Dierker và Vũ Đoàn Minh Phương. Trong tình huống tranh bóng thì tay của Chris Dierker đã chạm vào mặt của cầu thủ mang áo số 29. Và như vậy là Minh Phương đã phải ra nghỉ và vào thay vào cho anh là cầu thủ mang áo số 1 Nguyễn Quốc Thành. Huy Tần một tiền đánh chúc mình. Sau hai hiệp thi đấu đầu tiên thi đấu rất xuất sắc, thì ở hiệp thi đấu thứ ba và hiệp thứ tư thì Quy Tần đã thi đấu trước lại một phần vì do thể lực của anh đã bị bào mòn. Chris Dierker đường chuyền cho Horace rất trống trải nhưng không được tình huống ném rổ, thời gian đã ủng hộ họ. Vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Đã có lỗi, tiếp tục là một lỗi của Henry Nguyễn. Một tình huống thi đấu rất tinh quái của Trần Tiến Thịnh. Điểm số thứ 5 của cầu thủ mang áo số 10. Mười tám điểm, 1 phút 33 giây. Có lẽ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings cần một điều kỳ diệu. Họ
cần có được tinh thần mà họ đã có trong trận đấu đầu tiên của hai đội. Trên màn ảnh của các bạn vừa rồi là một cầu thủ còn rất trẻ, cầu thủ mang áo số 6, Nguyễn Trần Quốc Bảo. Nguyễn Trần Quốc Bảo chính là cầu thủ trẻ nhất tại VBA năm 2018 năm nay. Năm nay anh mới chỉ hơn 16 tuổi mà thôi. Nguyễn Trần Quốc Bảo sinh ngày 7 tháng 8 năm 2001. Tiếp tục là sự thay người dành cho Đà Nẵng Dragons. Người được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 19, Đặng Quang Vinh. Đặng Quang Vinh cũng đã có một mùa giải VBA năm 2016 vô địch trong màu áo của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Và năm nay sau một năm nghỉ ngơi thì anh đã quay trở lại. Có lẽ các cầu thủ Đà Nẵng Dragons họ cũng đã xác định được chiến thắng của mình rồi. Huấn luyện viên Oteo đã thay gần như toàn bộ các cầu thủ chính thức của mình ra nghỉ. Năm cầu thủ có mặt trên sân bên phía Đà Nẵng Dragons hiện tại là Huỳnh Khang, Quang Phúc, Quang Vinh, Thái Bình Dương và cầu thủ trẻ tuổi Nguyễn Trần Quốc Bảo. Vẫn là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, đây là Henry Nguyễn, Quốc Thành. Một tiếng 3 điểm của Quốc Thành ghi 3 điểm cho cầu thủ mang áo số 1 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu vẫn còn cơ hội cho Hồ Chí Minh City Wings nếu họ cứ thi đấu với một tinh thần như thế này. Huấn luyện viên Đôn Thiều đã quyết định gọi quyền xin hồi ý. Cơ hội dành cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ ít có cơ hội tham gia thi đấu. Và ông có lẽ muốn những người học trò của mình thi đấu thật bình tĩnh, vì chắc chắn các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ thực hiện bắt một một cả sân trong một phút còn lại cuối cùng. Chạy dài lại nè. Người đang chuẩn bị phát bóng biên là cầu thủ mang áo số 6, Quốc Bảo. Đó là Quốc Bảo, một khả năng handle khá tốt của Quốc Bảo. Không hiểu nổi trong tình huống vừa rồi thì Quyền Tân vừa làm gì nữa. Phát bóng biên dành cho Đà Nẵng Dragons. Quốc Thành tiếp tục là một đường 3 điểm. Lần này thì bóng đã được đổi ra ngoài. Trong tình huống đó thì Quyền Tân đã tự làm khó mình, nhưng rất may mắn anh vẫn kiếm cho mình được một tình huống N1. Khoảng cách vẫn là rất an toàn dành cho những cầu thủ trẻ của Đà Nẵng Dragons. 13 điểm. Như vậy trọng tài đã xác định có một cầu thủ
bên phía Đà Nẵng Dragon bước vào vạch khu vực 3 giây trước tình huống ném phạt của Quinton, và cầu thủ trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings sẽ được thực hiện lại pha ném phạt của mình. Vẫn là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Nguyễn Lê Quốc Cường đường chuyền cho Henry Nguyễn, có 3 điểm không? Huỳnh Khang đã làm bóng đi ra ngoài biên. 34,9 giây. Tiếng còi của trọng tài một lần nữa lại được cất lên. Và tiếp tục là hai tình huống ném phạt dành cho Quinton. Trong tình huống đó, trọng tài xác định lỗi thuộc về cầu thủ mặc áo số 14 Huỳnh Khang bên phía đội bóng chủ nhà. Cảm ơn cổ động viên ơi. Điểm số thứ 67 của Hồ Chí Minh City Wings. Let's go. Sẽ là hai tình huống ném phạt và cơ hội cho cầu thủ trẻ tuổi nhất tại VBA 2018 năm nay có những điểm số đầu tiên của mình. Mặc dù đã dường như cầm chắc một chiến thắng nhưng chắc chắn sẽ có một tâm lý nhỏ nhỏ lên cầu thủ mang số 6 này. Có lẽ Quốc Bảo cần những nguồn cổ vũ từ hai khán đài tại nhà thi đấu quân khu 5. Chúc mừng Quốc Bảo, cầu thủ năm nay chưa tròn 17 tuổi đã có điểm số đầu tiên của mình tại VBA. Nguyễn Lê Quốc Cường, một thứ 3 điểm sở trường, 9 điểm và 27 giây. Một tình huống để mất bóng rất non nớt của cầu thủ mang áo số 22 bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons. Người vừa để mất bóng là cầu thủ Thái Bình Dương với màn thể hiện không ấn tượng của 5 cầu thủ dự bị thì huấn luyện viên Bơ Tiều đã buộc phải thay 5 cầu thủ chính thức của mình vào để đảm bảo một chiến thắng. Với bóng rổ thì 9 điểm và 27 giây thì hoàn toàn mọi thứ có thể xảy ra, và đây là Nguyễn Lê Quốc Cường. Hè buồn mất rồi, rất đáng tiếc. 2 điểm đơn giản cho Quinton Rocket. Niềm tin là vẫn còn nơi các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, và sự chủ quan của ban huấn luyện đội bóng Đà Nẵng Dragons đã làm cho 27 giây cuối cùng của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn dự tính. Một tình huống tranh bóng và sẽ là phát bóng lên dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Người phát bóng biên là Nguyễn Kỳ Quan. Henry Nguyễn
Vũ Quan đường truyền thông với Đức Cường không được rồi, đã được bàn và có lẽ là mọi thứ đã chấm dứt với đội bóng một trong những đội họ đã có cơ hội nhưng có lẽ họ cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Đúng rồi, kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã có cho mình chiến thắng với tỷ số 79-72. Thất bại thứ tư của đội bóng Hồ Chí Minh City Wings tại VBL năm nay. Có lẽ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ còn rất nhiều điều phải làm để thay đổi trước khi có được chiến thắng đầu tiên của mình. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã tạo khác biệt ở hiệp đầu thứ ba. Họ đã có một hiệp đầu thứ ba với một tốc độ cao và khả năng ném rổ cũng vô cùng chính xác đến từ những tình huống áp lực có điểm từ Chris Jaeger, Zach Almond hay đặc biệt là Nguyễn Hoàng Tuấn. Với 3 trận thắng thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons tiếp tục bám đuổi đội bóng Sài Gòn Heat. Hai đội bóng này hiện tại đang chia nhau vị trí dẫn đầu sau 3 trận đấu toàn thắng đầu tiên. Có lẽ là buổi trực tiếp ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây và sau đây sẽ là màn phỏng vấn của MC với cầu thủ MVP của đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu này. Congratulations, the first home game and the victory. So, Đà Nẵng Dragons has a second half is very perfect. The second is the second half is very perfect. So, what does Dante Hill say in the locker room in the second half? Well, the second half. Well, in the first half, we knew they were going to come out strong, hungry for a win. They haven't had a win, and we also beat them at their gym. They made a run in the beginning, but and then we were able to hold, take control of it. They got their. We both got two new players, so we're both two new teams. We got Horace back, and they got Corey, and we were able to... So, can you evaluate your performance today? My performance? Well, my team did a good job giving me the ball in good positions to score. Our coach always set us up in good positions to score. And then the rest of our teams hitting shots, getting everyone wide open. So the last question, the first home game, and how do you think the and the audience of this stadium? Our audience, our fans, yeah, our fans are great. Very loud during the games. Hard to hear anything during it. They're great, yeah. So thank you and once again congratulations. Yeah. Yes. Vâng, tôi vừa có một
cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với MVP cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay, đó chính là Chris Dierker. Anh đã có một trận đấu vô cùng hoàn hảo và tôi đã hỏi anh câu hỏi rằng các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đã có một hiệp thi đấu thứ ba khởi đầu vô cùng ấn tượng và huấn luyện viên Notting Hill đã nói gì với những học trò của mình ở hiệp thi đấu này. Thì ông thì Chris Dierker đã nói rằng huấn luyện viên Notting Hill muốn chúng tôi ra sân với một tinh thần tốt hơn, và đặc biệt là các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings có các cầu thủ ném 3 điểm rất tốt như là Corey Celia hay là Henry Nguyễn, và các cầu thủ Đà Nẵng Dragon cần phải tạo áp lực hơn nữa về các cầu thủ này. Và về màn trình diễn của Chris Dierker ngày hôm nay thì anh có nói rằng tất nhiên màn trình diễn của anh được làm MVP, tuy nhiên anh vẫn phải nhờ đến sự đóng góp rất nhiều của các đồng đội, những tình huống chuyền bóng, những tình huống di chuyển thì cầu thủ Chris Dierker đã có khoảng trống để thực hiện những tình huống ghi điểm của mình. Và anh còn nói thêm rằng không khí tại nhà thi đấu quân khu 5 ngày hôm nay là vô cùng tuyệt vời, các khán giả đã vô cùng náo nhiệt. Đó chính là một nguồn động lực lớn dành cho chiến thắng của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Và anh đã dành chiến thắng này dành tặng cho những người, những khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu quân khu 5 ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng ta đã theo dõi 4 hiệp thi đấu của trận đấu thứ 8 tại VBN 2018 và chiến thắng một lần nữa gọi tên đội bóng Đà Nẵng Dragons. Thất bại thứ 2 của Hồ Chí Minh City Wings trước đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons và thất bại thứ 4 tại VBN 2018. Chắc chắn rằng huấn luyện viên Brian Rosen sẽ cần phải làm rất nhiều để có thể cùng những học trò của mình có được chiến thắng đầu tiên tại VBN hôm nay. Và có lẽ buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi, bình luận viên Đức Nguyễn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những trận đấu tiếp theo.